Thời gian gần đây, tuyến đường đi qua thôn Phò An, xã Phú Dương, thành phố Huế xuống cấp trầm trọng. Đây là tuyến đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, đồng thời cũng là tuyến đường phục vụ công trình kè sông Phổ Lợi. Chính vì vậy, việc nâng cấp tuyến đường này chỉ có thể thực hiện khi hoàn thành công trình. Chính quyền địa phương và người dân mong muốn có những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong khi chờ đợi nâng cấp đường. Đây là tuyến đường ở thôn Phò An, xã Phú Dương, thành phố Huế với chiều dài khoảng hơn 800 mét. Hàng chục hộ dân sinh sống trên tuyến đường này cảm thấy lo lắng khi mà mùa bão lũ sắp về. Nhưng tuyến đường vẫn hư hỏng nặng, bề mặt đường nhiều chỗ bị cày nát, liên tiếp xuất hiện những ổ voi, ổ gà gây mất an toàn giao thông. Có những đoạn mặt đường bị nứt vỡ chai dài vài mét, sạt lở xuống dưới sông. Người dân sống ở khu vực này rất mong con đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo giao thông đi lại. Đường này chữa gió làm lâu quá rồi, rồi ba mưa ba nước lụt là xói mòn á, hỏng ở dưới là cái đường này lụt bể nứt cả nửa đường, đi đến hôm đi lại đi xe máy đôi cũng có thể là bị ngã đổ. Thực trạng này con đường này nếu khả năng mà không làm kịp thời chắc lại là một thời gian ngắn nó bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của dân sinh đi lại của nhân dân. Cái này là phải làm kịp thời, nếu không thì đường mưa lụt rất nguy hiểm. Ủy ban nhân dân xã Phú Dương cho biết, tuyến đường này đã xuống cấp hàng chục năm nay. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án công trình hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi, Mộc Hàng, Phủ Khê, trong đó có xây dựng tuyến kè sông Phổ Lợi và hạng mục nâng cấp sửa chữa tuyến đường đi qua thôn Phò An. Ủy ban nhân dân xã Phú Dương đề nghị đơn vị thi công, nhà thầu sớm đẩy nhanh tiến độ dự án cũng như có biện pháp khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là trước mùa mưa bão sắp tới. Đối với lãnh đạo chính quyền địa phương thì mong muốn nhất là phải đẩy nhanh cái tiến độ thi công làm sao để sớm hoàn thành cái dự án này và trả lại cái hiện trạng mặt bằng và cái đường giao thông đi lại cho người dân. Thứ hai là đẩy nhanh tiến độ làm sao để đảm bảo là có an toàn nhất để đảm bảo cho người dân là an toàn trong cái mùa mưa bão, cho người dân đi lại thuận tiện. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đơn vị thực hiện dự án, hiện nay đơn vị đang tiến hành thực hiện gia cố xây dựng tuyến kè sông Phổ Lợi. Sau khi tuyến kè này được hoàn thành, mới tiến hành nâng cấp sửa chữa tuyến đường này. Dự kiến hoàn thành của dự án vào tháng 12 năm 2030. Khi việc sửa chữa nâng cấp được hoàn thành, sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương của bà con thuận tiện hơn, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ban thường xuyên họp giao ban tại hiện trường, thường xuyên thúc giục nhà thầu để đảm bảo làm sao tiến độ thi công nhanh nhất có thể. Trước mắt thì đang thi công hạng mục đóng cọc tường chắn và đổ bê tông tường chắn. Trong năm 2022 này sẽ hoàn thành cái phần đóng cọc cũng như đổ bê tông tường chắn để đầu năm 2023 là sẽ tiến hành là hoàn thiện thi công phần móng đường, nền đường và mặt đường bê tông xi măng. Sau đó hoàn thành các phần hạng mục khác còn lại. Trong quá trình thi công thì sẽ ít nhiều cũng gây lại khó khăn cho việc đi lại cũng như sinh hoạt của bà con nhân dân trong vùng, thì rất mong được về phía ban quản lý dự án rất mong là nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con để dự án thực hiện hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Việc thi công công trình ít nhiều đã ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chính vì vậy, ngoài việc đảm bảo tiến độ thi công, ban quản lý dự án cũng cần phối hợp chặt chẽ với người dân trong quá trình thực hiện để vừa đảm bảo tiến độ nhưng không ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội của dân cư.